Performance Damper là cái món nâng cấp tinh vi nhất và có hiệu quả khó tin nhất mà mình từng gắn lên cái xe của nhà mình các bạn à. Hi, xin chào các bạn. Sau khi nâng cấp Full Stack 1 thì mình quyết định là sẽ khép lại dự án nâng cấp lớp A trong năm 2022. Nhưng mà đầu năm nay mình tình cờ thấy được một cái món này cực hay trên trang đấu giá Yahoo Japan, Yahoo Nhật Bản. Thế nên mình quyết định là mình sẽ đổ thêm cho chiếc lớp A nhà mình một món này nữa thôi. Một món nữa thôi nha. Vậy thì nó là gì? Bây giờ mình sẽ mời các bạn của mình unbox. Voilà. Về lý thuyết thì cái đồ chơi này nó có thể biến chiếc lớp A nhà mình sở hữu được cái khả năng êm ái tiệm cận như là BMW 7 Series. Nghe thật là khó tin quá đúng không? Tên tiếng Anh của nó là Performance Damper, hoặc nó có một cái tên khác nữa, đó là Body Damper. Performance Damper mình sẽ dịch chạy nó là giảm chấn cho khung xe đi ha. Thì nếu các bạn có tìm hiểu về xe Toyota trên thế giới á, các bạn sẽ biết là Toyota có gọi cái món này với một cái tên gọi khác nữa, đó là Motion Control Beam. Ở bên Nhật Bản thì khi các bạn mua xe Toyota mới, các bạn có thể option thêm cái món này cho chính chiếc xe của mình luôn. Nếu mình nhớ không lầm thì chính Yamaha mới là hãng sáng chế ra cái món độc lạ này các bạn à. Thế nên Yamaha độc quyền sản xuất những cái cây Performance Damper này cho những hãng xe hoặc là những cái hãng độ trong thế giới xe. Vì vậy nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là trên những cái cây Performance Damper này sẽ có logo của Yamaha. Như các bạn cũng biết là đồ chơi của BMW 5 Series F10 á thì có thể gắn vừa lên VinFast Lux A đến, theo kinh nghiệm của mình nha, là 90%. Còn riêng những cái món đồ chơi dàn gầm á của BMW 5 Series F10 thì nó khích với lại chiếc Lux A phải đến 99% các bạn ạ. Nói chung là nó vừa khích từng cái lỗ ốc luôn. Thêm một cái đánh giá nữa của cái bộ Performance Damper cho BMW 5 Series F10 này nằm ở chỗ là Yamaha bây giờ họ đã không còn sản xuất cho BMW 5 Series F10 nữa, mà họ chỉ sản xuất đúng một cái lô với số lượng có hạn khá là lâu rồi. Và chính cái điều đó càng làm mình thấy thôi thúc muốn sở hữu cái món đồ chơi này, mua về sử dụng và review cho các bạn biết xem là công dụng của nó có thật sự là ngon hay không. Và mình đã nhờ bên shop mua hàng Nhật Bản đấu giá giùm mình trên trang Yahoo của Nhật hết mười mấy triệu, và sau 2-3 tuần thì bây giờ nó đã có mặt tại Việt Nam. Nói chung là nếu anh em các bạn mà có nhu cầu săn đồ chơi xe máy xe hơi bên Nhật Bản á thì anh em cứ nhớ đến shop mua hàng Nhật Bản nha. Mình đã sử dụng dịch vụ của shop này được 4-5 năm rồi và mình thấy rất hài lòng, highly recommend cho anh em luôn. Trước đây ở cái series clip mình chia sẻ về thanh dàn trên xe hơi thì có nhiều bạn yêu cầu mình review về cái thanh Performance Damper này đi để xem là nó khác hay là nó giống gì so với cái thanh dàn cứng trên xe hơi. Thì ở góc độ cá nhân mình tìm hiểu được á thì mình thấy là cái thanh Performance Damper, cái giảm chấn cho khung xe này, nó vừa giống nhưng mà nó cũng vừa khác cái thanh dàn cứng trên xe hơi các bạn à. Nó giống ở chỗ là nó đều có cái công dụng làm giảm hiện tượng vặn xoắn của khung xe. Và cái Performance Damper này nó khác thanh dàn cứng trên xe hơi ở chỗ là nó có thêm một cái công dụng nữa khá là hay, đó là nó sẽ dập tắt được những cái rung động chúng ta không thể thấy được ở cái khung xe, và từ đó giúp cho cái xe đi êm tai hơn. Nghe hơi khó tin đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái clip này trước. Sao các bạn thấy ấn tượng chưa? Chính xác thì Performance Damper nó là một cái dạng phuộc nhỏ các bạn à. Thì nó mới có thể hấp thụ hay là giảm chấn được những cái rung động bên trong khung xe. Thì khi mà xe của chúng ta chạy á, những cái rung động này bên trong khung xe chắc chắn là chúng ta không thể nào thấy được, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được và chúng ta biết nó với một cái tên gọi, đó chính là tiếng ồn gầm. Lại một lần nữa, như các bạn cũng biết, đó là âm thanh những cái tiếng ồn được tạo ra là do rung động. Để mà giảm tiếng ồn thì chúng ta sẽ phải xử lý rung động đầu tiên. Đó là lý do vì sao mà các bạn đi làm cách âm thêm cho xe thì chúng ta buộc phải dán thêm một cái lớp giảm rung cho xe. Và cái thanh Performance Damper này nó cũng có cái công dụng là dập tắt nhanh những cái rung động ở tần số cao bên trong khung xe, và từ đó nó cũng làm giảm được cái tiếng ồn gầm. Thành ra lại một lần nữa, trong cái clip hồi nãy mà các bạn nghe, cái khung sắt mà có gắn cái Performance Damper này nó sẽ không có bị tiếng vang lớn khi mà chúng ta gõ vào như là cái khung sắt mà không có gắn Performance Damper.
Còn những cái thanh vàng cứng như thế này thì nó chỉ có truyền những cái rung động bên trong khung xe mà thôi, chứ nó không thể nào mà dập tắt được những cái rung động bên trong khung xe như là performance damper. Thành ra là thanh vàng cứng nó sẽ không thể nào làm giảm được tiếng ồn. Vậy thì điểm giống nhau của performance damper và thanh vàng cứng như xe hơi là gì? Đó là cả hai đều có khả năng hạn chế hiện tượng vặn xoắn của khung xe, nhưng mà hiệu quả giảm hiện tượng vặn xoắn khung xe của hàng performance damper này có thể là nó sẽ không bằng thanh vàng cứng, bởi vì nó vẫn có một cái độ dao động nhất định bên trong cây phuộc của performance damper. Việc giảm hiện tượng vặn xoắn khung xe nó mang lại rất nhiều lợi ích các bạn à. Đầu tiên đó là nó sẽ cải thiện cảm giác lái của chiếc xe. Cụ thể là khi mà chúng ta chạy tốc độ cao á, thì cái thân xe nó sẽ đầm chắc hơn, thay vì là nó bị hiện tượng quơ qua quơ lại và dễ làm người ngồi trong xe bị say xe. Ngoài ra nữa, khi mà chúng ta đánh lái hay là chuyển làn tốc độ cao á, thì một cái xe với khung xe chắc, ít bị vặn xoắn, nó sẽ đem lại cái phản xạ nhanh nhạy hơn và nó theo ý của người lái hơn. Thứ hai, việc giảm hiện tượng vặn xoắn khung xe nó sẽ làm cho cái xe êm ong hơn các bạn à. Bởi vì khi mà cái khung xe nó ít bị vặn xoắn á, thì nó sẽ bắt hệ thống treo của cái xe nó phải làm việc hiệu quả hơn để mà giảm sốc. Kết quả là cái xe mà có cái performance damper ít bị hiện tượng vặn xoắn á, nó sẽ mất ít nhịp hơn để mà dập tắt những cái dao động trên mặt đường. Tóm lại, ngoài việc làm giảm tiếng ồn nè, rồi làm xe lái hay hơn và êm ong hơn, thì cái performance damper này nó còn giúp người ngồi bên trong xe đỡ bị say xe, và có thể có khả năng là cái tiếng đóng cửa xe các bạn nó cũng êm tai hơn nữa. Đấy, nói chung là performance damper nó sẽ cải thiện đáng kể những cái trải nghiệm cao cấp trên chiếc xe của mình. Nãy giờ mình có nhúng thử cái cây performance damper giảm chấn cho khung xe này thì mình thấy là nó không có nhúng nhiều như là cái phuộc hay là giảm sốc của chiếc xe. À, mà nó chỉ nhúng cái hành trình siêu siêu ngắn luôn các bạn à. Gần như là chúng ta không thể nào quan sát được bằng mắt thường. Ở đây mình đè cái cây performance damper này thì các bạn thấy nó giống như là một cái thanh vàng cứng đó. Gần như là nó không có cái sự dịch chuyển gì luôn. Nhưng mà ở góc độ của mình đang đè thì mình mới cảm giác là bên trong nó giống như có một cái khớp vậy đó. Và cái biên độ dao động hành trình phuộc á của cái body damper này nó siêu siêu ngắn. À, đấy. Thì mình nghĩ rằng có thể là cái performance damper này nó được tạo ra với mục đích là dập tắt những cái rung động tần số cao. Thành ra là cái mức damper của nó cần phải cứng, và cái hành trình của nó không được quá dài để cái khung xe nó bị vặn xoắn quá nhiều. À, đấy. Hoặc cũng có thể đây là một món đồ tâm linh. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cho nó lên xe đi để xem hiệu quả thực tế của nó như thế nào. Performance damper là cái món nâng cấp tinh vi nhất và có hiệu quả khó tin nhất mà mình từng gắn lên cái xe của nhà mình các bạn à. Sau một ngày mình gắn nó lên xe để mà trải nghiệm cũng như là kiểm nghiệm, thì mình bây giờ có thể dõng dạc tuyên bố rằng chiếc Lắc A của mình đi không thua gì BIM 7 series. Cái hay của performance damper các bạn là nó thỏa mãn hai tiêu chí cùng một lúc, đó là vừa làm cho xe lái hay hơn mà vừa làm cho xe đi êm ái hơn. À, trước đây thì mình có nâng cấp những cái thanh vàng cứng cho xe nhà mình á, thì mình thấy là đa phần những cái thanh vàng cứng nó chỉ làm cho xe lái hay hơn, chạy chắc hơn thôi, nhưng mà nó không giúp ích gì ở cái khoảng êm ái cả. Trừ cái thanh strut 3 nối hai cái đầu phuộc á, thì may ra là nó có làm cho xe êm hơn, nhưng đa phần còn lại những cái thanh vàng cứng thì nó không hề làm xe êm hơn nha. Hơi khó tin, nhưng mà lại một lần nữa mình phải nhấn mạnh là nó thỏa mãn hai tiêu chí cùng một lúc luôn, vừa êm ái hơn mà vừa lái hay hơn, thành ra mức giá của nó cũng không hề rẻ. Nhìn vào bảng sau, các bạn sẽ thấy rõ nhất sự khác biệt của xe có performance damper so với xe zin không có performance damper và xe lắp thanh vàng cứng. Xe có performance damper là đường màu xanh dương, xe zin không có performance damper đường màu hồng, còn màu đen là xe lắp thanh vàng cứng. Rõ ràng là xe lắp performance damper nó cải thiện từ cảm giác lái handling stability đến độ êm ong, ride comfort và độ êm tai quietness. Đầu tiên nói về vụ cải thiện cảm giác lái đi ha. Sau khi lắp performance damper thì mình thấy là cái xe của mình cảm giác là nó lanh hơn, bớt ù lì hơn. Như các bạn cũng biết là cái hệ thống treo cái phuộc nguyên bản của chiếc VinFast Lắc A nó khá là mềm và nó tập trung cho cái sự êm ái. Thành ra là việc thuần xe đôi lúc là chúng ta thấy nó sẽ bị ù lì, nặng nề. Nhưng mà sau khi thay cái performance damper này lên cái xe thì mình thấy là bây giờ mình xào chẻ ha, đánh lái tốc độ cao ha, thì cái xe nó lanh hơn các bạn à, đánh lái chính xác hơn,
chạy vui hơn. Mình có cảm giác xe của mình bây giờ nó không phải là một cái xe cỡ trung nữa, mà nó lanh theo kiểu xe cỡ nhỏ các bạn. Thêm một cái nho nhỏ nữa là bây giờ vô lăng lớp A của mình á, nó đầm chắc hơn khi mà chạy giải tốc độ cao nè. Mình không phải chỉnh lái nhiều như trước nữa. Và đây là dấu hiệu cho biết rằng khung xe sau khi lắp cái performance damper lên nó đã cứng hơn trước. Tiếp theo nói về vụ em mông đi ha. Về khoảng em mông thì mình thấy là performance damper nó không có cải thiện đáng kể, mà nói vui là mọi thứ đều u như kỹ, y như cũ. Nhưng quan trọng là nó không hề làm cái xe mình bị tưng hơn như là cái thanh dàn cứng. Trước đây mình nâng cấp cái thanh dàn cứng cho chiếc lớp A thì mình thấy là nó làm cho xe tưng hơn. Và cái quan trọng á là performance damper nó giúp cho chiếc lớp A của mình đỡ bị lắc hơn các bạn à. Lớp A nguyên bản nha, các bạn đi á, đi chậm á thì cái xe nó sẽ có hiện tượng là bồng bềnh, nó nhịp nhịp là do cái phục nguyên bản của cái xe nó quá mềm đi. Thì trước đây cái lúc mà mình nâng cấp thanh dàn cứng cho chiếc lớp A nhà mình á, nó đã làm giảm kha khá cái hiện tượng bồng bềnh rồi. Và bây giờ khi mà mình lắp cái performance damper này lên nữa thì gần như là nó xử lý được triệt để cái hiện tượng bồng bềnh luôn. Chạy tốc độ thấp nè, cái xe rất là vững, rất là đầm, nó nhẹ nhàng tinh tế các bạn. Và bây giờ mình cực kỳ ưng cái khoảng hệ thống treo cũng như là khung gầm trên chiếc lớp A của mình lúc này. Điều mình ấn tượng nhất về performance damper đó là cái cách mà nó làm cho chiếc lớp A của mình êm tai hơn các bạn à. Trong tầm giá của lớp A thì xét riêng về khoảng cách âm nha, lớp A gần như là vô đối. Trong thế giới xe thì cái khả năng cách âm của lớp A có lẽ chỉ còn thua Beam 7 hoặc là Maybach mà thôi. Và như các bạn cũng biết là khi mà chúng ta cải thiện một cái điều gì đó ở gần tới vạch đích rồi thì một là rất rất khó, còn hai là mất rất rất nhiều tiền. Thật là khó tin khi mà chỉ có hai cái thanh performance damper thôi mà nó đã làm cho khả năng cách âm của chiếc lớp A mình lên một cái tầm cao khác. Nói vui là nó tiệm cận hoặc là nó xem Beam 7, chứ còn tới mức của Maybach thì có lẽ là vẫn chưa đâu. Nhưng mà như thế này là cũng rất đáng nể rồi. Đầu tiên đó là cái tiếng đóng cửa nè các bạn à. Tiếng đóng cửa của chiếc lớp A của mình bây giờ nè, nó rất là sang à, nó nhỏ hơn đáng kể so với trước đây. Thì Yamaha họ có đo đạc và họ công bố kết quả là tiếng đóng cửa của cái xe sau khi lắp thanh dàn, lắp cái performance damper á thì giảm được đâu đó khoảng 1 decibel. Trước đây nha, nguyên bản thì lớp A cái tiếng gầm của nó khi mà qua những cái gờ giảm tốc nó chỉ kêu lụp cụp, rất là sang rồi. Nó khác hẳn những cái xe phổ thông dưới 1 tỷ khi mà chạy qua những cái gờ kêu rầm rầm, cực kỳ rẻ tiền. Nhưng mà bây giờ mình không biết miêu tả thế nào nữa, đại khái là nó êm tai hơn so với lại lớp A nguyên bản luôn. Kiểu như là đi qua những cái gờ chỉ nghe cái tiếng phập phập vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát và rất là thanh tao nha các bạn. Cực ưng luôn. Ở góc độ nào đó thì mình thấy là performance damper nó cũng có hiệu quả cách âm giảm luôn, giống như là những cái vật liệu cách âm cho xe hơi các bạn. Thật ra vật liệu cách âm là gì? Vật liệu cách âm đó là cái vật liệu giảm rung cho chiếc xe, và từ cái giảm rung đó thì chúng ta giảm được tiếng ồn, chỉ vậy thôi. Thay vì bây giờ dán những cái vật liệu cách âm khắp xe làm cho cái xe nặng 20-30 kg, chúng ta chỉ cần gắn hai cái thanh dàn performance damper này lên xe nặng đâu đó khoảng 7-8 kg thôi, nhưng mà hiệu quả y chang. Cuối cùng có một lợi ích của performance damper mà mình thấy rất khó tin, và thậm chí là mình nghĩ Yamaha xà lơ khi mà mình mới xem quảng cáo của Yamaha về performance damper. Đó là Yamaha họ công bố performance damper có khả năng làm cho trải nghiệm nghe nhạc trong xe được tốt hơn, hay hơn. Thấy quái nào nhỉ? Thì ở đây sẽ có hai ý nha. Đầu tiên đó là performance damper, như nãy giờ chúng ta cũng biết rồi, đó là nó có thể giảm rung động của khung xe. Và từ cái chỗ giảm rung động đó thì nó có thể lọc được những cái tần số gây ra tiếng ồn bẩn. Chính những cái tiếng ồn bẩn này nó khiến cho việc chúng ta nghe nhạc trên xe nó sao nhỉ, nó sẽ không được hay. Đại loại là vậy. Sau khi mình nâng cấp cái performance damper cho chiếc lớp A thì bây giờ mình ngồi nghe nhạc trên xe mình cảm giác là cái bài nhạc nghe nó trong hơn, nó rõ hơn một tí và nghe hay hơn, mặc dù là mình không hề nâng cấp dàn loa cho chiếc lớp A này nha. Điều thứ hai, khi mà xe chạy thì nó cũng sẽ đồng thời tạo ra những cái rung động nhiều hơn. Và như các bạn cũng biết là cái màn loa nó tạo ra được âm thanh đó là do màn loa nó phải rung. Thì khi mà hai cái thứ này nó rung cùng một lúc
có khả năng là những cái rung động của khung xe nó tạo ra nó sẽ triệt tiêu hay là lấn át một cái dải tần số rung động nào đó của cái dàn loa trên xe tạo ra, và nó khiến cho dàn loa trên xe nó chỉ thể hiện được đâu đó khoảng 80-90% cái khả năng của nó mà thôi. Sau khi lắp cái performance damper này lên, nó làm cho cái khung xe ít rung động, và từ đó, từ cái chỗ đó, nó sẽ giúp cho cái dàn loa của cái xe thể hiện được 100% được hết cái khả năng của dàn loa. À, thì từ hôm qua đến giờ, sau khi mà mình lắp cái performance damper lên chiếc loa A của mình á, mình đi thử á, mình nghe nhạc á, cùng một cái bài nhạc nha, mình để ý là lúc trước với lại sau khi mà mình lắp performance damper, mình thấy là cái tiếng bass mà sau khi lắp cái performance damper á, cảm giác có vẻ là nó xuống sâu hơn, và những cái nốt cao của cái bài hát đó thì nó sắc hơn, nó bén hơn và nó thăng hoa hơn các bạn à. Thật khó tin đúng không? Nhưng mà đó là sự thật. Nói chung là performance damper nó có quá nhiều lợi ích khó tin, và cái lợi ích mà mình ưng nhất đó chính là cái việc nó làm cho cái xe lớp A của mình bây giờ đi êm tai hơn, và đồng thời là nó tạo cho cái trải nghiệm nghe nhạc trên xe hay hơn. Quá khó tin, quá khó tin. Tính nhẩm nhẩm sơ nha, là bây giờ mình bỏ ra đâu đó khoảng gần 20 triệu cho cái bộ performance damper cũ này. Còn nếu mua mới thì sẽ đâu đó là hơn 1.000 đô, coi như là 30 triệu đi. Nhưng mà nó giúp mình tiết kiệm khoảng 20 triệu để mà không dán vật liệu cách âm trên xe, 30 triệu nâng cấp âm thanh. Thật ra là trước khi mình lắp cái performance damper này, mình có ý định là sẽ nâng cấp dàn loa cho chiếc lớp A. Nhưng mà bây giờ sau khi lắp performance damper lên thì mình không còn ý định nữa, bởi vì mình thấy là cái dàn loa nguyên bản trên xe nó đã quá ok rồi. Rất rất là cảm ơn performance damper luôn. Có thể tóm lại, performance damper là một cái món nâng cấp xe khá là hời nha. Nhưng nếu như Yamaha giảm cái giá thành của performance damper xuống đâu đó khoảng mười mấy triệu để chúng ta dễ tiếp cận hơn nữa thì tuyệt vời luôn, miễn chơi luôn. Còn trường hợp mà các bạn vẫn chưa tin vào những gì mà performance damper có thể làm được trên chiếc xe thì ok, mình sẽ mời các bạn ngồi thử trên chiếc lớp A của mình để mà trải nghiệm thực tế xem cái sự khác biệt của nó như thế nào. Vậy nha, xin cảm ơn.